Mới đây, huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 31 cầu thủ được lựa chọn triệu tập lên đội tuyển Bỉ chuẩn bị cho 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trong đó, đáng chú ý có tiền vệ Aubameyang Lokonga của Arsenal. Tiền vệ sinh năm 99 đã có mặt trong cả 2 trận đấu đầu tiên của pháo thủ tại ngoại hạng Anh, đều thất bại với cùng tỷ số 0-2. Tuy không quá xuất sắc, nhưng nhìn chung anh thi đấu tròn vai bên cạnh người đàn anh Granit Xhaka. Lokonga quán xuyên tuyến giữa và nỗ lực trong nhiệm vụ điều tiết nhiệt độ và phân chuyển bóng lên phía trên cho các đồng đội. Hãy tin Lokonga được triệu tập lên đội tuyển Bỉ. Một số cổ động viên Arsenal bày tỏ sự phấn khích trên trang mạng Sir Twitter, các fan viết: "Với sự may mắn của Arsenal, tôi hy vọng cậu ấy sẽ không dính chấn thương. Lỗi hẹn ở Euro 2020, nhưng giờ thì cậu ấy xứng đáng được triệu tập. Tôi thấy có một Pogba cho Lokonga, quả là một tài năng." Báo chí Anh tiết lộ, Willian đã xóa trạng thái đang thi đấu cho Arsenal ra khỏi phần mô tả ở Instagram và ngầm thừa nhận rằng chia tay pháo thủ. Theo cha của Willian xác nhận thông qua cuộc phỏng vấn trên Arena, Arsenal sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng của cầu thủ người Brazil. Ông nói: "Có nhiều thứ tiền không mua được, chơi bóng đá cho Christian là một điều vô giá. Hôm nay họ có thể mua được. Họ đang làm gọn đội hình với 2 và 3 cầu thủ phải ra đi. Do đó, Willian sẽ tới miễn phí. Anh ấy không thực sự hạnh phúc nếu anh ấy không được rời đi. Anh ấy có các lời đề nghị từ châu Âu, nhưng chúng tôi muốn anh ấy kết thúc sự nghiệp tại Corinthians. Hôm nay, mọi thứ phụ thuộc vào lời đề nghị của Corinthians và Arsenal sẽ giải phóng hợp đồng cho Willian." Cha của Willian bổ sung: "Mặt khác, Arsenal cũng đang cố gắng để chiêu mộ hậu vệ phải Kieran Trippier. Tuy nhiên, tờ Eurosport cho biết cầu thủ người Anh ưu tiên việc chuyển tới thi đấu cho Man United hơn là đội chủ sân Emirates." Kevin De Bruyne dính chấn thương mắt cá, không dự trận gặp Man City Arsenal ngày 28 tháng 8 và loạt trận vòng loại World Cup 2022 của tuyển Bỉ vào đầu tháng sau. De Bruyne sẽ không đá trận gặp Arsenal, cậu ấy đã có mặt trên sân vài phút trước Tottenham nhưng sau đó cảm thấy đau ở mắt cá. Giờ thì De Bruyne đang đi theo lộ trình hồi phục khác. De Bruyne sẽ không thi đấu vào cuối tuần này. Mục đích là để theo dõi xem chấn thương của cậu ấy sẽ tiến triển như thế nào. Sportmy dẫn lời huấn luyện viên tuyển Bỉ Roberto Martinez hôm 26 tháng 8. De Bruyne chấn thương dây chằng cổ chân khi cùng đội tuyển Bỉ tham dự Euro 2021 và bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới của Man City. Tuy nhiên, tiền vệ 30 tuổi, dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, bất ngờ được huấn luyện viên Pep Guardiola cho đá gần 20 phút cuối trận gặp Tottenham ở vòng 1 ngoại hạng Anh tối ngày 15 tháng 8. De Bruyne sau đó lại vắng mặt trong trận Man City hạ Norwich với tỷ số 5-0. Đây chắc chắn là lợi thế cực lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Arteta. Cụ thể, Arsenal vẫn chưa từ bỏ tiền vệ Hossam Awa của Lyon. Giám đốc điều hành của Lyon, Vincent Poisson cho biết: "Anh ấy đã chơi cho chúng tôi trong một thời gian dài, nhưng bây giờ anh ấy đang muốn chuyển tới một nơi khác. Nhưng nếu anh ấy ở lại đây, anh ấy sẽ rất hạnh phúc và tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh ấy còn rất nhiều điều để cống hiến." Hiện tại, giá trị của Awa đã giảm đi hơn một nửa so với mùa hè năm ngoái. Và tháng 6 năm 2020, trong lần đầu tiên Arsenal hỏi mua Awa, Lyon đã hét giá lên tới 60 triệu bảng. Tuy nhiên hiện tại, họ sẵn sàng đàm phán với pháo thủ nếu Arsenal trả đủ 25 triệu bảng. Cầu thủ này chỉ còn 2 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản. Do đó, phía Lyon cũng không còn cách nào để nâng giá Awa cao hơn. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Pháp ra sân tổng cộng 30 lần cho sư tử sông Rôn. Anh ghi được 7 bàn thắng, với đó là 3 đường kiến tạo. Ở độ tuổi 23, đây là một tiền vệ phù hợp với chính sách trẻ hóa của Arsenal. Được thi đấu trên sân nhà Emirates, sáng pháo thủ vẫn bị đánh giá thấp hơn The Citizen về cả đội hình lẫn phong độ. Man City vừa thắng tương bừng Norwich 5-0. Chính vì vậy, cựu danh thủ Michael Owen đã rất lo lắng cho pháo thủ. Trên Bet Victor, Owen nhận định: "Arsenal đang có những bước khởi đầu hết sức khó khăn ở mùa giải này. Tưởng chừng họ sẽ tạo ra khác biệt với Chelsea vào cuối tuần qua khi mà được chơi trên sân nhà. Nhưng The Blue lại có chiến thắng quá dễ dàng. Arsenal gặp khá nhiều vấn đề và thi đấu mất phương hướng. Quả thật nếu không có sự xuất sắc của Ben Leno, có lẽ mọi chuyện đã xấu đi rất nhiều. Phải công nhận rằng Man City chưa có được sức mạnh đúng với thực lực của họ. Song thật khó để bạn tìm thấy người chiến thắng ngoài họ. Arsenal thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào cả. Tôi dự đoán Man City sẽ thắng với tỷ số 2-0. Còn các bạn nghĩ sao? Chúng mình thì luôn tin tưởng pháo thủ sẽ giành chiến thắng."
Daily Express, Liverpool đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trong việc chiêu mộ Bissouma. Báo cáo cho biết, De Kop sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 40 triệu bảng để thuyết phục Brighton nhà người. Sở dĩ Lưỡi Dao Đỏ đã sốt sắng trong thương vụ này vì họ rất cần phương án để khỏa lớp khoảng trống mà Wijnaldum để lại. Ngôi sao 24 tuổi là bậc thầy với những pha bóng tắc bóng và đánh chặn. Bissouma đã nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại va chạm. Trước đó, tiền vệ người Mali cũng là cái tên Arsenal theo đuổi. Họ xem Bissouma là đối tác hoàn hảo cho Thomas Partey tại khu trung tuyến. Những pháo thủ không thể đáp ứng con số 40 triệu bảng của cầu thủ sinh năm 96. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Arsenal tỏ ra tiếc nuối khi câu lạc bộ không chiêu mộ Bissouma mà để cầu thủ này sắp sửa gia nhập Liverpool. Bissouma tới Liverpool, chúng ta đang trải qua kỳ chuyển nhượng tồi tệ nhất. Arsenal cần phải đẩy mạnh thương vụ này. Bissouma là một cầu thủ đẳng cấp. Juventus đang đàm phán bán Ronaldo ngay trong hè năm nay. Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất của ban lãnh đạo đội bóng thành Turin là tìm kiếm một chân sút mới để thay thế cho Ronaldo. Đội trưởng của Arsenal, Aubameyang, là một trong ba tiền đạo mà Juventus nhắm tới nếu Ronaldo rời Juventus Stadium. Bên cạnh chân sút người Gabon, Moskin của Everton và Mauro Icardi của Paris Saint-Germain cũng là những lựa chọn tiềm năng khác dành cho cựu vương của Italia. Dẫu vậy, truyền thông nước Ý đang nghiêng về khả năng Aubameyang sẽ cập bến nhiều hơn. Theo Tutto Mercato thông qua Sport Quinet xác nhận, Juventus sẵn sàng chi ra 20 triệu euro để đưa Aubameyang về Turin thay thế Ronaldo. Đây là động thái đang khiến thượng tướng pháo thủ phải cân nhắc. Aubameyang từng là mục tiêu cũ của ban lãnh đạo lão bà và đây là lúc thích hợp để họ quay lại thương vụ này. Đội trưởng của Arsenal đã ghi một hat-trick vào lưới West Brom tại Carabao Cup hồi đầu tuần. Đây là tín hiệu tốt và đồng thời nhận nhiều lời khen từ Mikel Arteta. Tuy nhiên, Aubameyang đã gặp khó khăn về cả phong độ và thể lực tại mùa giải trước. Việc Arsenal bán đi chân sút này nhằm thu về lợi nhuận, sẵn sàng đón những chi ký giàu tiềm năng hơn là điều mà ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc.